Từ vị trí này cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường nhựa Liên Huyện thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng 500m. Và cũng từ vị trí này cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi về đường quốc lộ 14A, khu vực ngã ba buôn bán chợ trường thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 3,5 cây số. Đường thì xe nào cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng có thể ra vào vườn thoải mái nha mọi người. Mấy vườn của chúng ta đã được bác chủ nhà rào hết lưới B40 ở phía ngoài, chạy sâu vào khoảng là 30m. Tức là về cơ bản bác chủ nhà đã rào hết cho chúng ta rồi nha mọi người. Giáp ranh rất là rõ ràng. Và mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng của xóm đó thì mảnh vườn của chúng ta bám được khoảng là 100m. Thế đất của mảnh vườn này khá là đẹp. 2/3 đất của chúng ta là bằng, 1/3 đất của chúng ta là chiền nhẹ xuống phía dưới hồ. Ao hồ của chúng ta thì giáp chân luôn. Về cơ bản, mảnh vườn của chúng ta đã được bác chủ nhà phủ kín cây trồng, bao gồm có cà phê và sầu riêng. Số lượng sầu riêng là 150 cây, còn số lượng cà phê thì cà phê đang cho thu chính như thế này, chiếm 2/3 diện tích đất của chúng ta. Còn 1/3 diện tích đất của chúng ta ở phía dưới thì bác chủ nhà trồng xen với hồ tiêu. Tuy nhiên hồ tiêu thì không được đẹp. Và 1/3 đất ở phía dưới mà khu vực trồng xen giữa hồ tiêu với cà phê thì cà phê của chúng ta nhỏ hơn so với cà phê ở phía trên. Cà phê ở dưới đó thì mới bước vào năm thứ 3 thôi. Còn ở phía trên này thì toàn bộ cà phê của chúng ta đều đang cho thu chính. Và như cô chú anh chị và các bạn chúng ta thấy được cà phê cực kỳ đẹp, trái rất là nhiều. Được bác chủ nhà trồng theo quy cách hàng theo hàng, lối theo lối. Xem vào đó là sầu riêng với 110 cây. Thì vị trí đất của chúng ta tọa lạc tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, khoảng cách đi tới trung tâm trường chợ thì mình có nói trên, tới đường quốc lộ 14A thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất 3,5 cây số đi ra tới đường nhựa lên huyện, đường nối liền giữa huyện Đắk Song với huyện Đắk Minh thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 500m. Mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này có tổng diện tích đất đang sử dụng là 1,7 hecta. Diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 1,2 hecta. Phần đất còn lại thì đã có trích lục. Mua bán thì bác chủ nhà sẽ sang trích lục cho cô chú anh chị và các bạn luôn. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn để làm kinh tế với thế đất đẹp, cây trồng đẹp. Và nhất là cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua một miếng đất mà gần với lại đường quốc lộ 14A, đường đi lối lại thuận lợi. Thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta nên quan tâm tới mảnh vườn này, bởi vì mảnh vườn này có cái chất đất và cái thế đất khá là đẹp, phù hợp đầy đủ những cái tiêu chí để cô chú anh chị và các bạn chúng ta canh tác nông nghiệp. Tổng diện tích của chúng ta là 1,7 hecta. Hiện trạng đất thì như mình có nói ở trên, 2/3 đất là cà phê của chúng ta đang cho thu hoạch chính, cộng với đó là 150 cây sầu riêng thái. Ở phía dưới thì 1/3 đất trồng xen giữa hồ tiêu với cà phê, và cái phần cà phê ở phía dưới là cà phê năm thứ 3. Tổng diện tích của chúng ta là 1,7 hecta. Đất này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 200 triệu. Cô chú chị và bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng theo dõi hết video. Bởi vì ở trong video này mặc dù là trời tối, trời nhá nhem tối, nhưng mà mình quay rất là chi tiết, quay từ đầu tới cuối để cô chú chị và bạn chúng ta sẽ nắm được tường tận trước khi liên hệ với mình nhé mọi người. Toàn bộ cà phê ở phía trên này đều đang cho thu hoạch chính và trồng xen với lại sầu riêng. Tổng của chúng ta có 110 cây sầu riêng. Đường lô ở giữa thì bác chủ nhà trỏ cho chúng ta một con đường rất là rộng, đủ để xe càng, cô chú chị và bạn chúng ta chạy thoải mái từ trên đường xuống dưới tận dưới hồ nhé mọi người. Trước mảnh vườn này thì cũng có một cái chòi gỗ tạm để che nắng che mưa vậy thôi chứ không ở được. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây chúng ta cũng có thể hoàn toàn xây dựng nhà ở trên chính mảnh vườn của mình, bởi vì khoảng cách từ đây đi ra tới đường điện thì cô chú anh chị và bạn chúng ta chỉ mất khoảng 500m thôi. Quan trọng nhất thì với cái dàn cà phê như thế này, năm nay cô chú anh chị và các bạn khi mua xong chúng ta sẽ được thu hoạch cà phê, và cà phê năm nay khá là chất lượng, sản lượng khá là đạt. Bởi vậy cô chú anh chị và bạn chúng ta sẽ thu hồi được vốn khá là cao. Nhất là bác chủ nhà đây đã dày công chăm sóc và chăm sóc một cái dàn cà cực kỳ đẹp, chất lượng. Bởi vậy cô chú anh chị và bạn chúng ta khi tiếp quản mảnh vườn này về, cô chú anh chị và bạn chúng ta chỉ việc chăm sóc và chúng ta thu hoạch nữa thôi. Toàn bộ giống cà phê của chúng ta đều là giống cà phê dây nhé mọi người, giống cà phê dấu quả. Phần đất phía dưới này thì bác chủ nhà còn tận dụng trồng thêm đậu cu ve vào đây nữa, nên ngắn nuôi dài. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua luôn bây giờ, chúng ta tiếp quản mảnh vườn này, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta để cho bác chủ nhà thu đậu cu ve. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ có thu hoạch cà phê thôi. Toàn bộ giống cà phê của chúng ta đều là cà phê dây. Hình đất của chúng ta thì ở phía trên của chúng ta nhỏ nha mọi người, bám được khoảng 100m mà tiền đường đất liên thông. Ở phía dưới thì là hậu ra. Ao của chúng ta thì giáp với chân. Nếu như cô chú anh chị và bạn chúng ta đang đi tìm mua một mảnh vườn để làm kinh tế, yêu nông nghiệp,
mua để phát triển kinh tế dựa vào nông nghiệp thì chắc chắn mảnh vườn này với cái thế đất cực kỳ đẹp, nước nôi đầy đủ bám mặt tiền đường trên, đường đi lối lại thuận lợi thì chắc chắn mảnh vườn này sẽ phù hợp để cô chú, anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp, chúng ta phải quan tâm. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của chúng ta là 1,7 ha, hiện trạng sổ của chúng ta là 1,2 ha. Phần đất còn lại của chúng ta đã có trích lục, mua bán thì bác chủ nhà sẽ sang tên sổ và sang tên trích lục để cô chú, anh chị và các bạn sau này, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta hoàn tất thủ tục về pháp lý. Trước mình vừa này thì đã có một cái chòi tạm, tuy nhiên cái chòi này thì để che nắng che mưa thôi. Về cây trồng trước mình vừa này thì bác chủ nhà đã phủ kín rồi, bao gồm có cà phê ở phía trên là đang cho thu hoạch chính như thế này, 2/3 đất là cà phê đang cho thu hoạch chính, 1/3 đất là cà phê bước vào năm thứ 3, và cái phần cà phê đó thì trồng xen với hồ tiêu. Tuy nhiên hồ tiêu của chúng ta thì không được đẹp nha mọi người, gọi là xấu, bỏ đi đấy. Mặc dù vậy hồ tiêu của chúng ta lại trồng hoàn toàn trên trụ gỗ, trụ cà trích. Bởi vậy cô chú anh chị và bạn chúng ta có thể tận dụng cái trụ này để cô chú anh chị và bạn chúng ta chuyển đổi nha mọi người. Chúng ta có thể bán trụ đi, hoặc cô chú anh chị và bạn chúng ta có thể tận dụng và chúng ta chuyển đổi, chúng ta mang về cái vườn khác của cô chú anh chị và các bạn chúng ta trồng tiêu. Và với mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 200 triệu, có bớt lọc lá. Cô chú anh chị và bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình sẽ gửi tới cô chú, anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách cộng với lại trích lục, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú, anh chị và các bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây thôi, nhưng nhờ có thao tác này, cô chú, anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Đây là cái đường nội bộ, đường đi ở giữa phân mảnh vườn ra làm hai nha mọi người. Đường này thì rất là rộng, xe càng nào cô chú, anh chị và bạn chúng ta cũng có thể đi từ trên đường xuống dưới tận hồ. Một mảnh vườn với thế đất khá là đẹp, chất đất thì khỏi chê rồi, hoàn toàn là đất đỏ Ba Gian, nước nôi thì ở phía dưới không bao giờ no hết nước. Nằm tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, nằm gần với lại đường quốc lộ 11A, cách đường quốc lộ 11A chỉ 3,5 cây số thôi. Đi ra tới đường điện thì cô chú, anh chị và bạn chúng ta mất khoảng 500 mét. Và đây chính là một trong những mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm. Thời lượng của video này còn khoảng 3-4 phút nữa. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta quan tâm thì mời cô chú, anh chị và các bạn chúng ta theo dõi hết video.